đi xuống nước 4.0. Có một anh Hà đi chuẩn bị đi xuống nước ở công nghệ 4.0. Rút nước của công nghệ của trung tâm ở đây rút tiền. Thế này xong bấm vào đâu này? Rút tiền à, bấm số nó tự ra. Tiền đâu? Tiền đâu? Mấy nghìn đấy? Lấy chai mình. Làm gì có tiền mình nhìn. Nó có giả không nhỉ? Có, chắc giả. Rút từ 50.000 xem nào. Thì mất là 50.000. Bấm bật không? Bấm số 10.000. Mới cả đâu đây? Chả biết. Có đâu. Bấm số thì nó tự ra. Mới gì mới ăn nước rồi mà tôi vẫn 50. Chọn sản phẩm tài khoản 50 đó. Trả tiền được bấm số ấy cơ. Bấm số bao nhiêu nhỉ? Ba số là uống xe thanh nhà 23 này. Bấm số 2, bấm số 3 nữa chứ ạ. Đấy không ạ. Cái nào còn nước thì nó được không quá. Công nghệ 4.0 này khó hiểu thật. Thôi giữ ăn mất 50.000 rồi. Đi số 36. Kìa. À, nó tự rơi xuống. Nhưng mà nó có thối tiền không? Có tiền chưa? Nó không trả lại tiền đâu. Không phải mua hết à? Ừ, thôi thì mua đi. Ô, 50.000 đấy. Đại 36. Thế mà để được 10.000. Năm sai đó. Hả? Lấy chai 15.000, 2 chai. Chị lấy gì không cho vợ em 10.000 cứ điểm. Vợ em năn đốt 50. Lấy người một chai, ba chai. Để 4.0 nốt tiền đi vào 50.000 rồi mua hết 50.000. Chán quá. 20 đúng không? 15 lấy 1 chai thêm 15. 15 nữa, lấy 1 chai 15.000 à? 15.000 à? Ừ. Đấy, 29. Trời ơi. Chán quá gì mất. Rút tiền 15.000. Thử công nghệ 4.0. Rút 50.000 rồi rút này. 4 50.000.